Tôi là Trần Ngọc Chính, đến từ Star Chapter. Thì tôi đã ở Star Chapter được gần 10 năm. Thì hôm nay tôi chia sẻ những cái giá trị mà tôi cảm thấy là đây là một trong những cái lý do chính mà giúp tôi duy trì và ở lại Star Chapter trong suốt gần 10 năm qua. Giá trị đầu tiên đó chính là giá trị về tinh thần. Ở Star thì chúng tôi cùng với lại các anh chị em như là một gia đình. Đây có thể xem là một cái gia đình lớn thứ hai của tôi. Mọi người chia sẻ với nhau rất là nhiều điều về công việc và cuộc sống hàng ngày. Cái giá trị thứ hai là giá trị về học tập. Không có nhiều môi trường để mà chúng ta có thể tiếp cận được hàng trăm cái chủ doanh nghiệp hàng ngày. Mình trò chuyện thân tình và chia sẻ với họ và lắng nghe họ chia sẻ được những cái bài học thành công cũng như là những cái thất bại ở trong cuộc sống, từ đó chúng ta rút được những cái kinh nghiệm. Và cái thứ về mặt học tập thì bên cạnh đó thì mình cũng có học được rất là nhiều từ những cái tính hệ thống của BNI Việt Nam cũng như là Global. Thì thông qua đó mình nâng cao được cái kiến thức, cái sự hiểu biết cũng như là cái năng lực lõi của bản thân mình. Cái điều này nó giúp cho mình điều hành cái doanh nghiệp của mình nó tốt hơn. Và cái giá trị thứ ba đó, mình thấy đó chính là cái giá trị về mối quan hệ và các cái kinh doanh. Thì cái mối quan hệ mình đã phát triển được sau từng ấy năm thì mình thấy là cái mối quan hệ của mình nó đang tăng dần đều lên. Và thông qua đó thì mình có nhiều cái cơ hội kinh doanh cấp 2, cấp 3 ở trong BNI cũng như là ngoài BNI. Thì hiện nay mình có một số cái mối quan hệ chiến lược cùng mình làm rất là nhiều những cái dự án thông qua những cái mối quan hệ giới thiệu từ các đồng đội ở BNI. Thì đây là một trong những cái giá trị mà mình nhận được về mặt kinh doanh. Thì tóm lại thì mình có ba cái giá trị chính. Thứ nhất là về giá trị về tinh thần, thứ hai là giá trị về mặt học tập, thứ ba là giá trị về các mối quan hệ cũng như là cơ hội kinh doanh.